Chào các bạn, mình là Anh Anh. Hôm nay mình sẽ làm clip đập hộp Seidel Saxony thuộc phân khúc cao cấp của Seidel. Đây là một trong những cây Chromatic 12 lỗ đắt nhất thị trường hiện nay. Mình sẽ mở hộp ra nhé. Bên ngoài được bọc một lớp hộp giấy rất là đơn giản. Đây là hộp của Seidel Saxony. Các bạn có thể thấy hộp của Seidel Saxony rất là giống với cả hộp của Seidel 1847 Silver. Nó giống như là một phiên bản phóng to của Seidel 1847 Silver vậy. Bên ngoài hộp được phủ một lớp da màu bạc rất là đẹp, sáng bóng. Phía bên trên hộp có in logo của hãng. Phía dưới có dòng chữ làm handmade tại Đức. Mình đã từng nhìn qua rất là nhiều hộp Chromatic, nhưng mà cá nhân mình thấy là hộp rất là ít hãng nào có, rất là ít cây Chromatic nào mà có hộp long lanh và đẹp như hộp của Seidel Saxony. Ok, bây giờ mình sẽ mở hộp ra nhé. Bên trong hộp, bên trong hộp có một giấy hướng dẫn sử dụng và bảo quản kèn. Trong giấy này thì có cả tiếng Đức lẫn tiếng Anh, nói rõ về cách bảo quản kèn và cách vệ sinh kèn như thế nào và những điều cần phải lưu ý. Mỗi cây Seidel Saxony đều có một khăn lau logo hãng. Mình sẽ đặt cây kèn sang một bên nhé. Đây là hộp kèn. Bên trong hộp kèn có lớp lót nhung rất là dày và sang trọng. Phía dưới cái nắp hộp có dòng chữ mạ bạc là logo hãng và chữ ký. Hộp của Seidel Saxony, cái lớp lót nhung này làm rất là vừa khít với cả cây kèn, không hề xê dịch 1mm nào. Ở trên hình thì có thể các bạn sẽ không nhìn thấy rõ được. Bây giờ sẽ đến nhân vật chính của chúng ta nhé. Và đây là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, cây Seidel Saxony. Cảm giác đầu tiên khi cầm cây Seidel Saxony là cầm rất là đầm tay và chắc chắn. Ở đây mình có một cây Chromatic khác thuộc tầm trung của Seidel, đấy là cây Seidel Deluxe. Thì cái cây Seidel Saxony cầm chắc chắn hơn cây Deluxe rất là nhiều, nặng tay hơn rất là nhiều. Bởi vì cây Seidel Saxony này thì nó là com nhôm và cây Deluxe này nó là com nhựa. Trên tay mình là phiên bản Saxony Orchestra. Phía bên cạnh có dán sticker Orchestra. Phiên bản này thì có một điểm khác với cả phiên bản chuẩn và rất là nhiều cây Chromatic 12 lỗ khác, đấy là nó có thêm 2 lỗ ở quãng trầm. 2 lỗ này nó giống như là cây Chromatic 14 lỗ nhưng bỏ bớt 2 lỗ ở quãng cao đi. Đây là phiên bản Saxony Matte Cover, được sơn một lớp mờ ở bên ngoài vỏ kèn.
Ngoài ra thì còn có một phiên bản nữa là phiên bản shiny cover, tức là cái vỏ này sơn bóng, nhưng mà cái phiên bản ấy thì đã ngừng sản xuất rồi. Cái phần vỏ của cây dây đeo Saxony này nhìn rất giống với vỏ kim loại của iPhone màu silver. Vỏ được sơn mờ và đặc biệt là không bị bám vân tay, cho nên là không phải quá quan tâm đến chuyện phải lau vỏ kèn hàng ngày các thứ, mà cái vỏ kèn nó luôn luôn ở luôn 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 ở trong trạng thái là sáng bóng. Cây dây đeo Saxony này có vỏ ở hai mặt được chạm khắc rất là chi tiết và đẹp. Đây các bạn có thể quan sát phía bên này, hãng còn chú thích khắc cả dòng Steel Reese để nhấn mạnh cái công nghệ mới của hãng. Cây Chromatic dây đeo Saxony này được làm từ thép không rỉ. Đây là công nghệ độc quyền của dây đeo. Theo như hãng thì lưỡi làm bằng thép không rỉ sẽ có độ bền gấp 5 lần là thép đồng. Phía sau vỏ kèn vẫn là in logo tên hãng và chú thích là làm handmade, làm bằng tay ở Đức. Cái gì làm bằng tay cũng đắt các bạn ạ. Saxony này được làm bằng công nhôm, vì thế cho nên nó cầm rất là nặng tay và chắc chắn. Phía sau lớp com được mạ nhám ánh kim, nhìn rất là bắt mắt. Ở trên hình thì các bạn có thể sẽ không nhìn thấy rõ lắm, nhưng mà bên ngoài nhìn nó nền đen mà có ánh kim rất là đẹp. Chữ dây đeo hãng được được in hẳn lên com, cho nên là sẽ không sợ bị mờ giống như là những loại com nhựa khác. Phần phía sau nhá, phía sau phần cover của nó được thiết kế dạng mở, giúp cho tiếng có độ vang trong trẻo và tròn đầy hơn. Để thấy rõ hơn thì mình sẽ lấy cái cây dây đeo deluxe ra để các bạn có thể so sánh. Đây đây là cây Saxony nhá, phía sau của nó mở ra. Còn đây là cây dây đeo deluxe, phía sau của nó thiết kế kín. Cây dây đeo Saxony này thì nhìn từ phía sau các bạn có thể thấy được cả rig và windsaver của kèn. Tiếp theo là về phần slide của kèn. Cảm giác khi bấm vào slide thì khá là thoải mái. Slide bấm rất là nhẹ và có độ nảy ở mức rất là tốt. Mouthpiece của cây dây đeo Saxony này được mạ bạc các bạn ạ, cho nên nhìn nó rất là sáng bóng. Mouthpiece của cây dây đeo Saxony có lỗ là lỗ hình tròn, có lỗ là lỗ tròn. Hình dạng của mouthpiece đấy là hình thang, bạn có thể thấy thiết kế hình thang. Cây Saxony này có phần mouthpiece được thiết kế kiểu rất là liền mạch với cả thân kèn. Các bạn có thể thấy ở đây. Phần chuyển tiếp giữa mouthpiece và thân kèn rất là liền nhau, giúp cho việc di chuyển môi rất là dễ dàng mà không bị kiểu lấn cấn, không giảm ma sát rất là tốt. Vì thế mà đặt môi lên kèn thổi cảm giác là lướt kèn rất là nhanh.
tổng quan về cây saxony này thì mình thấy là nhìn nó rất là sang trọng, cầm rất là chắc tay và thoải mái khi chơi. Slide thì bấm rất là nhẹ và tối ưu được cái việc di chuyển môi trên kèn, hạn chế được tối đa ma sát khi chơi những bài mà có tốc độ nhanh. Tiếp theo là mình sẽ giới thiệu về một số phụ kiện của cây dây đeo Saxony này. Điểm của hãng dây đeo mà mình cực kỳ yêu thích đấy là ngoài cái sản phẩm chất lượng mà hãng bán ra, hãng còn cung cấp thêm những phụ kiện để người mua harmonica có thể nâng cấp và thay thế cái cây harmonica mà mình mua. Và sau đây mình sẽ giới thiệu một số cái phụ kiện của cây dây đeo Saxony này nhé. Đầu tiên đấy là cái mouthpiece. Như lúc nãy mình đã giới thiệu thì là cái mouthpiece của cây dây đeo Saxony đấy là hình thang. Có một phiên bản mouthpiece khác của dây đeo Saxony là phiên bản mouthpiece hình bán nguyệt. Đây đang là cái mouthpiece chuẩn zin của hãng nên mình không thể bóc ra để mà xem được, nhưng mà mình sẽ giới thiệu cái mouthpiece ấy khi mà lắp vào kèn như thế nào, tại vì mình cũng đã mua cái mouthpiece hình thang để thay thế cho cái cây Seidel Deluxe của mình. Đây các bạn có thể thấy nhá, cũng là lỗ vuông nhưng mà cái hình dạng của cái mouthpiece là hình bán nguyệt, hình tròn, cung tròn. Còn đây các bạn có thể, mình sẽ lấy cái cây dây đeo Saxony ra để so sánh. Đây nhá, nó là cái mouthpiece hình thang nhá. Đây phần gờ lên đây, một phần gờ lên đây, nổi lên đây, phần này là cái đường nổi lên hình thang. Còn cái mouthpiece hình bán nguyệt thì nó sẽ là tròn luôn, đây không có phần gờ nào cả. Cái mouthpiece hình hình bán nguyệt này thì nó rất là phù hợp với cả kiểu thổi chu mỏ. Tức là bạn nào hay thổi kiểu chu mỏ thì là cái mouthpiece này rất là phù hợp vì nó di môi rất là dễ. Lúc trước thì là cái mouthpiece cũ của cây dây đeo Deluxe này của mình nó là mouthpiece hình thang và lỗ vuông. Sau khi mình đổi sang cái mouthpiece này thì cái tốc độ di chuyển môi trên kèn nó nhanh hơn rất là nhiều và nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Theo thì mình sẽ giới thiệu một cái phụ kiện cực kỳ đẹp mà đến khi mình mở cái hộp ra mình cảm thấy nó rất là bất ngờ, rất là xứng đáng với đồng tiền mình bỏ ra. Đấy là cái hộp gỗ để đựng dây đeo Saxony. Mình bỏ kèn vào đây đã nhá. Đây, cho ra một góc để giới thiệu về hộp gỗ này. Cái hộp gỗ này cầm cực kỳ là chắc chắn, gia công cực kỳ đẹp luôn các bạn ạ. Nhìn từ cái khóa nhá, phía trên mặt gỗ thì có cái logo của hãng, có logo của hãng. Khóa rất là chắc chắn, mở ra. Wow. Phần này là phần để đặt cây kèn vào. Ở đây có một lớp đệm mút để chống sốc màu đen, kiểu như là một lớp thảm ý. Cái hộp gỗ này gập ra gập vào rất là dễ. Mình nghĩ là nếu mà
cái hộp gỗ này mà đem đi đập chắc cũng không thể vỡ được đâu. Nó là gỗ nguyên khối luôn ấy, chứ không phải là kiểu gỗ ép đâu. Bây giờ mình sẽ lặt thử cái cây kè nào này vào đây nhá. Bây giờ mình sẽ bỏ cây kè Saxony vào hộp gỗ nhá. Các bạn chú ý là cái hộp gỗ này nó thiết kế cho đủ để bỏ được cây Saxony vào, nhưng mà phải bỏ đúng vị trí thì nó mới cập được cái hộp khít vào. Còn nếu mà bạn không bỏ đúng thì nó sẽ bị lấn cấn, hay không gập được hộp đâu. Đây, mình sẽ bỏ vào vừa khít luôn nhá, không hề chệch một tí, 1 mm nào luôn. Đây, gập vào. Wow, cầm cầm nặng quá các bạn ạ. Bản thân cái cây Saxony nó là cái cong nhôm rồi, nó đã nặng rồi, bây giờ cái hộp gỗ này nó còn nặng nữa, cầm rất là nặng tay. Cái này vừa đi vừa là nhạc cụ vừa đánh nhau được ấy. Cái hộp gỗ này chống sốc cho cái kèn cực kỳ là tốt, tại vì nó rất là khít và cái hộp nó rất là chắc. Cái hộp nó rất là chắc. Cá nhân mình thấy thì chiếc hộp này rất phù hợp nếu mà bạn muốn cái cây kèn của mình trở nên sang trọng hơn, bảo vệ cây Saxony một cách tuyệt đối chống va đập, và là một món quà tặng cho ai đó, thì việc nâng cấp lên chiếc hộp gỗ này thì khá là hợp lý. Mặc dù là cái hộp nguyên bản của cây Saxony cũng rất là đẹp rồi, nhưng mà cái hộp gỗ này rõ ràng nó là một đẳng cấp mới. Ngoài ra thì dây đeo cũng cung cấp cho chúng ta rất là nhiều phụ kiện để có thể thay thế cho cây Saxony, từ ốc vít, mao vít, slide, rít. Nên mà nếu mà lỡ chiếc kèn yêu quý của chúng ta gặp trục trặc thì bạn cứ yên tâm, chúng ta có thể hoàn toàn thay thế được. Đây, mình đợt này mình có lấy thêm về một số phụ kiện đây. Đây là cái lò xo của cây Saxony nhá, lò xo của cây Saxony nhá. Đây là hai cái ốc ốc slide. Và đây là hai cái miếng đệm ở hai hai đầu ốc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video đập hộp xây đeo Saxony của mình. Thời gian tới mình sẽ cố gắng làm clip test âm thanh của cây kèn này. Cảm ơn các bạn.